Kinh Địa Tạng Bản Nguyện, bản dịch của Hòa thượng Thích Tâm Điền. Phẩm thứ nhất: Thần thông trên cung trời Đao Lợi. Tôi nghe như vậy, một thủa nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật thuyết pháp cho Thánh Mẫu Lúc ấy, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Tát không thể nói hết trong vô lượng thế giới mười phương, đều đến hội họp tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể ở trong đời ác ngũ trọc, hiển hiện sức đại trí huệ, thần thông kỳ diệu để điều phục những chúng sinh cương cường, khiến cho họ biết được hỷ pháp, lạc pháp, mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn bấy giờ đức như lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng đại viên mãn vầng mây sáng đại từ bi vầng mây sáng đại trí huệ vầng mây sáng đại bát nhã vầng mây sáng đại tam muội vầng mây sáng đại cát tường vầng mây sáng đại phúc đức vầng mây sáng đại công đức vầng mây sáng đại quy y vầng mây sáng đại tán thán đức phật phóng ra những vầng mây sáng rực rỡ không thể nói hết rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu như âm đàn ba la mật âm thi ba la mật, âm sàn đề ba la mật, âm tỷ ly ra ba la mật, âm thiền ba la mật, âm bát nhã ba la mật, âm từ bi, âm hỷ xả, âm giải thoát, âm vô lậu, âm trí huệ, âm đại trí huệ, âm sư tử hống, âm đại sư tử hống, âm mây sấm, âm mây sấm lớn. Sau khi Đức Phật phát ra các âm thanh kỳ diệu như vậy, từ thế giới xa bà và các cõi nước phương khác, có vô lượng ước thiên long quỷ thần cũng đến tụ tập tại cung trời đao lợi. Đó là thiên chúng ở trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diệm ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời Quang âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phúc sinh, trời phúc ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời Ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp lại có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới xa bà như thần biển thần sông cái thần sông con thần cây thần núi thần đất thần suối và ao đầm thần cây con và hạt giống thần ngày thần đêm thần hư không thần trên trời thần ăn uống thần cỏ cây và gỗ các vị thần như thế đều đến hội họp lại có chư đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới xa bà như ác mục quỷ vương đạm huyết quỷ vương đạm tinh khí quỷ vương đạm thai noãn quỷ vương hành bệnh quỷ vương nhiếp độc quỷ vương từ tâm quỷ vương phúc lợi quỷ vương đại ái kính quỷ vương các quỷ vương như thế đều đến hội họp Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo văn thủ sư lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, ông xem tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đao lợi như thế, ông có biết số lượng bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thủ Sư Lợi Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Đức Phật bảo Văn Thủ Sư Lợi, nay ta dùng Phật nhãn xem vẫn còn không đếm xiết. Đây đều là do địa tạng Bồ Tát từ thủa kiếp xa xưa đến nay, hoặc đã độ, đang độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đang thành tựu, chưa thành tựu. Ngài văn thủ sư lợi bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thủa xa xưa về trước con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật nói đó, thời tin nhận liền, còn như tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ và những chúng sinh kiếp tương lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng tất vẫn sinh lòng nghi ngờ, cho dù có, lại vâng đi nữa, cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ở nhân địa đã tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự nghiệp không thể ngờ tới như vậy? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ví dụ trong cõi ba nghìn đại thiên thế giới có bao nhiêu cỏ cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng, mỗi hạt cát là một cõi nước, rồi trong mỗi cõi nước, cứ mỗi hạt bụi là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp, đều đem làm kiếp cả, thì từ lúc địa tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần nhiều hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thùa địa tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật này văn thù sư lợi, uy thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong kiếp tương lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe thấy tên gọi của Bồ Tát đó, hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được một trăm lần sinh lên cõi trời tam thập tam, vĩnh viễn chẳng còn bị đầy đọa vào cõi ác. Này văn thù sư lợi, trong số kiếp xa xưa về trước không thể nói hết, địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Thủa đó, trong đời có Đức Phật hiệu là sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai. Lúc bấy giờ, con trai vị trưởng giả thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phúc trang nghiêm, bèn bạch hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Khi ấy, Đức Sư Tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai, bảo con trai vị trưởng giả rằng, muốn chứng được thân tướng này, cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sinh bị khốn khổ. Này văn thù sư lợi, bấy giờ con trai vị trưởng giả nhân đó liền phát nguyện rằng, từ nay cho đến hết kiếp tương lai không thể đếm được về sau con sẽ quảng thiết nhiều phương tiện cho chúng sinh tội khổ trong sáu cõi làm cho họ được giải thoát tất cả rồi tự thân con mới chứng thành phật đạo bởi đã lập đại nguyện như vậy trước đức phật nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na do tha không thể nói hết số kiếp mà vẫn còn là một vị bồ tát trong A Tăng kỳ kiếp về trước không thể ngờ tới, thủa đó trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thọ mạng của Đức Phật ấy là 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Trong thời tượng Pháp, có một người con gái dòng bà La Môn nhiều đời tích phúc sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ, song bà mẹ lại tin theo tà đạo, thường khinh chê ngôi tam bảo. Thủa ấy, thánh nữ lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, muốn khiến bà sinh chính kiến, nhưng bà chưa tin hẳn, và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, thần hồn bị đoạ đầy vào địa ngục vô gián lúc đó thánh nữ bà la môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả ắt phải theo nghiệp mà sinh vào cõi ác bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem đến chùa tháp thờ tiên phật làm đại lễ cúng dường trong một ngôi chùa kia trông thấy hình tượng của đức giác hoa định tự tại vương như lai đắp vẽ uy dung đủ cách tôn nghiêm thánh nữ bà la môn chiêm lễ tôn dung lòng càng bội phần kính ngưỡng thầm nghĩ rằng đức phật là đứng đại giác đầy đủ mọi trí huệ nếu đức phật còn tại thế thì sau khi mẹ con mất nếu như con đến bạch hỏi phật tất biết được nơi mẹ con thác sinh lúc ấy thánh nữ bà la môn cúi đầu khóc rất lâu rồi lại chiêm luyến tôn tượng của như lai bỗng nghe trên không trung có tiếng bảo rằng này thánh nữ đang khóc kia thôi đừng có bi ai thái quá nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bạch rằng, chẳng hay đức thần nào đã giải bớt lòng sầu lo của con như thế. Từ khi mẹ con mất đến nay, con ngày đêm thương nhớ, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ con thác sinh vào chốn nào. Bây giờ trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là đức phật quá khứ giác hoa định tự tại vương như lai mà ngươi đang chiêm lễ đó thấy ngươi thương nhớ mẹ hơn chúng sinh thường tình nên ta đến chỉ bảo thánh nữ bà la môn nghe nói xong liền nhảy bật lên và bị ngã xuống các khớp tay chân đều bị tổn thương những người ở cạnh bên liền đỡ dậy một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng cuối xin đức phật từ bi thương xót bảo ngay cho con rõ chỗ thác sinh của mẹ con nay thân tâm của con sắp chết mất Lúc ấy, Đức Giác Hoa Định tự tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: "Cúng dường xong, ngươi hãy mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tường danh hiệu của ta, thời sẽ biết được chỗ thác sinh của mẹ ngươi." Bấy giờ lễ Phật xong, thánh nữ bà La môn liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định tự tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sục có rất nhiều thú giữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển chạy rảo bên này xua đuổi bên kia và thấy những trai cùng gái số nhiều đến trăm ngàn muôn lúc chìm lúc nổi trong biển bị các thú giữ tranh nhau ăn thịt lại thấy các dạ xoa hình thù khác nhau hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng nanh chìa ra ngoài miệng bén nhọn như gươm đang lùa những kẻ tội lỗi đến gần thú dữ rồi chúng lại tự chụp bắt túm quắp đầu chân lại với nhau hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thánh nữ bà la môn nhờ sức niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một quỷ vương tên là vô độc đến cúi đầu nghênh tiếp hỏi thánh nữ rằng thiện tai bồ tát do duyên sự gì mà người đến chốn này bấy giờ thánh nữ bà la môn hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào vô độc đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi đại thiết vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục việc ấy có thật chăng vô độc đáp rằng thật có địa ngục thánh nữ hỏi nay tôi làm sao được đến chốn địa ngục vô độc đáp nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến được thánh nữ lại hỏi do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội lỗi cùng các thú dữ như thế Vô độc đáp rằng, đây là những chúng sinh tạo ác ở cõi diêm phù đề mới chết, quá 49 ngày không người tiếp tục để làm công đức hòng cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống, họ lại không làm được việc lành nào cả, vì thế nên cứ theo bản nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này trước. Cách biển này 10 vạn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ ở đó còn gấp bội chốn này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa. Sự thống khổ ở đó càng trội hơn. Do ác nhân của tam nghiệp cảm vời và gọi chung là biển nghiệp chính là chốn này. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng, ở trong ba biển đó đều là đại địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, tầng tiếp đó có 500 chỗ, không lường hết sự khổ sở. Tầng kế nữa có đến ngàn trăm, cũng đầy rẫy sự thống khổ không lường được. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, thân mẫu tôi mới mất gần đây, song không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu tôi tà kiến, khinh chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm tin nhưng rồi chẳng kính, dù khuất không bao lâu mà chưa rõ thác sinh về đâu vô độc hỏi rằng thân mẫu của bồ tát tên họ là gì thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà la môn thân phụ tôi hiệu là thi la thiện kiến thân mẫu tôi tên là duyệt đế lợi vô độc chắp tay thưa bồ tát rằng xin thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá nữa tội nữ duyệt đế lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhờ con của bà có lòng hiếu thuận vì mẹ mà thiết cũng để tu phúc và bố thí chùa tháp thờ đức giác hoa định tự tại vương như lai chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sinh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ rồi cáo lui. Thánh nữ bà La Môn dường chợt tỉnh chiêm bao, biết rõ các việc rồi, bèn đứng trước tháp tượng của Đức Giác Hoa định tự tại vương như lai mà lập hồng thệ nguyện rằng con nguyện từ nay cho đến hết kiếp tương lai, sẽ vì những chúng sinh mắc phải tội khổ mà quảng thiết phương tiện, khiến cho họ đều được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, quỷ vương vô độc ngày trước, nay chính là tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ bà La Môn đó, nay là địa tạng Bồ Tát vậy. Phẩm thứ hai, phân thân tập hội, Lúc đó, phân thân của Địa Tạng Bồ Tát từ các nơi có địa ngục trong trăm ngàn muôn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết, vô lượng a à tăng kỳ thế giới đều đến hội họp tại cung trời đao lợi. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai, phân thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng sinh đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đông đến ngàn muôn ức na do tha, cùng cầm hương hoa đến cúng dường Phật những chúng sinh cùng đến ấy, tất thảy đều nhờ địa tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho vĩnh viễn không còn thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề những chúng sinh này từ nhiều kiếp xa xưa đến nay trôi nổi trong vòng sinh tử chịu khổ trong sáu cõi không lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng từ bi quảng đại và thể nguyện thâm sâu của địa tạng bồ tát nên tất cả đều chứng được quả vị khi đến được cung trời đao lợi lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng đức như lai mắt nhìn mãi không rời Bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đỉnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, trong trăm ngàn vạn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết, vô lượng a tăng kỳ thế giới, rồi dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trọc giáo hóa những chúng sinh cương cường như thế, làm cho lòng chúng sinh điều phục, bỏ tà về chính, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo thói ác. Ta cũng phân ngàn trăm ức thân, lập rộng ra nhiều phương tiện, hoặc có kẻ có lợi căn, nghe thấy liền tin theo, hoặc có kẻ có thiện quả, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có kẻ ám độn, phải giáo hóa thời lâu mới quay về, hoặc có kẻ nghiệp nặng, chẳng sinh lòng kính ngưỡng, ta bèn phân ra nhiều thân để độ thoát những hạng chúng sinh khác nhau như thế hoặc hiện thân người nam, hoặc hiện thân người nữ, hoặc hiện thân trời rồng, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện ra núi rừng, nguồn sông, đồng bằng, ao rạch, kênh ngòi, khe suối, giếng nước để làm lợi ích cho con người, khiến tất cả đều được độ thoát hoặc hiện thân thiên đế, hoặc hiện thân phạm vương, hoặc hiện thân chuyển luân vương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc vương, hoặc hiện thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quen thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu ừ bà tắc, ưu ừ bà di, cho đến các thân thanh văn, la hán, bích chi Phật, Bồ Tát, để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu ông xem ta trải qua biết bao số kiếp cần cù khó nhọc độ thoát những chúng sinh cương cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế còn những kẻ chưa được điều phục thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời đao lợi đã ân cần căn dặn mà làm cho chúng sinh ở thế giới xa bà cho đến lúc đức phật di lặc xuất thế đều được độ thoát xa lìa vĩnh viễn mọi điều Điều khổ được gặp Phật thụ ký. Bấy giờ các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hợp lại thành một hình, rồi lệ tiếc thương mà Bạch Phật rằng, từ số kiếp xa xưa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rát diều, khiến con có được thần lực chẳng thể ngờ tới, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Các phân thân của con hiển thị ở khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều như cát sông hằng. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi một thân đó hóa độ trăm ngàn muôn ức người, khiến cho họ quy kính tam bảo, vĩnh viễn xa lìa sinh tử, đến được niết bàn an lạc những chúng sinh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi, hoặc mảy lông tơ, con đều độ thoát dần dần, làm cho họ được lợi ích lớn. Con cúi mong Đức Thế Tôn đừng vì những chúng sinh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen ngợi địa tạng Bồ Tát rằng, thiện tai thiện tai, ta hỗ trợ cho điều ông muốn, để ông thành tựu được các hồng thể nguyện đã lập từ số kiếp xa xưa đến nay. Việc quảng độ xong rồi, ông liền chứng quả bồ đề. Phẩm thứ ba, quán chúng sinh nghiệp duyên, lúc đó đức phật mẫu ma gia phu nhân cung kính chắp tay hỏi địa tạng bồ tát thánh giả chúng sinh trong cõi diêm phổ tạo nghiệp khác nhau cảm thụ báo ứng của việc này như thế nào địa tạng đáp trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ nơi có địa ngục hoặc không địa ngục nơi có người nữ hoặc không người nữ nơi có phật pháp hoặc không phật pháp cho đến cả thanh văn và bích chi phật cũng đều như thế chứ không phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu ma gia phu nhân lại bạch cùng bồ tát rằng nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi diêm phù chiêu cảm lấy cõi ác ngài địa tạng đáp rằng thánh mẫu mong người lắng nghe tôi sẽ nói qua về việc đó phật mẫu bạch rằng xin thánh giả nói cho bấy giờ địa tạng bồ tát nói với thánh mẫu rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi nam diêm phù đề là như sau nếu có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật chảy máu, hủy báng Tam Bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sinh xâm tổn thường trụ, làm nhơ nhuốc tăng ni, hoặc phóng túng hành dâm trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được nếu có chúng sinh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn phá hoại lạm dụng thường trụ gạ gẫm hàng bạch y sai phạm giới luật tạo vô số tội ác hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được nếu có chúng sinh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Địa tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như thế, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự đau khổ trong một niệm cũng không được. Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng rằng, thế nào gọi là địa ngục vô gián? Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi, địa ngục lớn có 18 chỗ, tiếp đó có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau, tiếp nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau ngục vô gián có ngục thành giáp vòng hơn 8 vạn dặm thành đó đều bằng sắt cao một vạn dặm trên thành có lửa tụ không chỗ nào hở trống trong ngục của thành các nhà ngục nối tiếp nhau tên hiệu đều khác nhau chỉ có một ngục tên là vô gián ngục này chu vi một vạn tám ngàn dặm tường ngục cao một ngàn dặm toàn bằng sắt và có lửa cháy suốt trên dưới trên tường ngục có rắn sắt chó sát phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường ngàn muôn người thọ tội thì mỗi người cũng đều tự thấy thân mình đầy chật cả giường đó là do các nghiệp chiêu cảm mà gặt lấy quả báo như thế lại nữa, các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở, như có cả ngàn trăm dạ xoa cùng các ác quỷ, răng nanh như đao kiếm, mắt như ánh điện chớp, tay có móng đồng, lôi kéo người tội lỗi. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào mình người tội lỗi, hoặc đâm chúng miệng mũi, hoặc đâm chúng bụng lưng rồi hất tung lên trên không và hứng lấy, hoặc để lại trên giường lại có chim ưng bằng sắt mổ ăn mắt người tội lỗi lại có rắn sắt cuốn cổ người tội lỗi tội nhân còn bị đóng đinh dài vào các khớp xương và lóng đốt trong thân kéo lưỡi cày bừa móc ruột bằm chặt rót nước đồng vào miệng cuốn sắt nóng quanh thân muôn lần chết đi sống lại nghiệp cảm như thế trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được lúc thế giới này hủy hoại thì sinh nhờ qua thế giới khác thế giới khác đó hủy hoại thì chuyển sang phương khác lúc phương khác hủy hoại thì lại lần lượt chuyển đi rồi sau khi thế giới này thành thì lại trở về những tội báo trong ngục vô gián là như thế lại do có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián những gì là năm một là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt nên gọi là vô gián hai là một người cũng đầy chật nhiều người cũng đầy chật nên gọi là vô gián ba là có những khí cụ hành hình người có tội như đinh ba gậy chim ưng rắn chó sói chó cối cưa đục rũa búa rìu vạc dầu sôi lưới sắt dây sắt lừa sắt ngựa sắt da sống niềng đầu nước sắt nóng rưới thân và khi đói thì nuốt viên sắt khát thì uống nước sắt quanh năm suốt kiếp cho đến na do tha kiếp khổ sở triền miên không hề gián đoạn nên gọi là vô gián bốn là bất luận kẻ nam người nữ thuộc dân tộc nào người già trẻ nhỏ kẻ sang người hèn hoặc rồng hoặc thần hoặc trời hoặc quỷ hễ gây tội ác thì chiêu cảm lấy nghiệp tất cả đều chịu như nhau nên gọi là vô gián Năm là nếu bị đọa vào địa ngục này thì từ khi mới vào cho tới trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều muôn lần chết đi sống lại. Muốn cầu tạm ngừng trong chừng một niệm cũng không được, trừ khi nghiệp tội tiêu hết mới được thụ sinh, do cứ liên miên như thế nên gọi là vô gián. Địa tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế, nếu nói rộng ra về tên của những khí cụ hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, thì trong suốt một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Mà gia phu nhân nghe xong, ưu sầu chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sinh ở cõi diêm phù. Lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai nên chia được thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ước thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo nếu không nhờ sức đại từ của như lai thì chẳng thể biến hóa được như thế con nay lại được đức phật giao phó từ nay cho đến khi ngài a giật đa thành phật phải làm cho chúng sinh trong sáu cõi đều được độ thoát con xin vâng bạch đức thế tôn xin ngài chớ lo âu Bây giờ Đức Phật bảo địa tạng Bồ Tát rằng, những chúng sinh chưa được giải thoát thì tính thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả, làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sinh, luôn chuyển trong năm cõi, chẳng tạm ngừng ngớt, trải qua trần kiếp, mê hoặc chứng nạn, như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới, vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thể quảng độ những kẻ có tội thì ta còn lo gì nữa. Nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Vương, bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cúi mong Đức Thế Tôn nói qua cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo định tự tại Vương Bồ Tát, lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải thích rõ ràng. Vào thuộc quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha không thể nói hết số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai, ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, phật thế tôn đức phật này thọ sáu vạn kiếp khi chưa xuất gia ngài là vua một nước nhỏ và kết bạn với vua của một nước lân cận rồi cùng nhau thực hành thập thiện làm lợi chúng sinh nhân dân trong nước lân cận đó đa số tạo nhiều việc ác hai vua bèn bàn tính quảng thiết phương tiện một vua phát nguyện tôi nguyện sớm thành phật đạo để độ hết những kẻ ấy không sót một ai một vua thì phát nguyện nếu như tôi chưa độ hết những kẻ tội khổ làm cho họ được an vui cho đến đắc quả bồ đề thì tôi nguyện chưa thành phật đức phật bảo bồ tát định tự tại vương rằng vị vua phát nguyện sớm thành phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu như lai còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sinh tội khổ chưa chịu thành phật đó chính là địa tạng bồ tát vậy lại trong đời quá khứ, vô lượng a tăng kỳ kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một vị La Hán phúc đức cứu độ chúng sinh, nhân đi tuần tự giáo hóa, vị La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, thiết bày vật thực cúng dường. Vị La Hán bèn hỏi: "Ngươi muốn cầu điều chi?" quang mục thưa rằng ngày thân mẫu con mất con có làm việc phúc thiện mong cứu vớt bà song chưa rõ thân mẫu con thác sinh về đâu vị la hán cảm thương bèn nhập định quan sát thì thấy bà mẹ của quang mục bị đày đọa vào cõi ác vô cùng khổ sở vị la hán hỏi quang mục rằng thân mẫu ngươi lúc còn sống đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải ở trong cõi ác chịu cực khổ như thế quang mục thưa rằng tính thân mẫu con chỉ thích ăn cá ba ba cùng trứng và con của các loài ấy hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn nếu tính đếm số sinh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn thưa tôn giả tử mẫn con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân vị la hán xót thương bèn lập phương tiện khuyên quang mục rằng người phải trí thành niệm đức thanh tịnh liên hoa mục như lai và vẽ đắp hình tượng thì kẻ còn cùng người mất đều được phúc báo Quang Mục nghe xong, liền từ bỏ những thứ yêu thích, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng, lại đem lòng cung kính, khóc thương chiêm lễ, bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật, sắc vàng sáng chói như núi tu di, phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng, chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sinh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói sau đó người nữ tỳ trong nhà sinh một bé trai chưa đầy ba ngày đã biết nói đứa bé đó buồn khóc mà nói với quang mục rằng nghiệp duyên sinh tử quả báo tự chịu tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục Nhờ phúc lực của người nên mới được thụ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi, đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào cõi ác, người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Quang Mục nghe nói, biết đúng là mẹ mình, nên nghẹn ngào thương khóc mà nói với con của kẻ nữ tỳ rằng: "Đã là mẹ tôi, tất biết bản tội, do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào cõi ác như thế?" con kẻ nữ tỳ đáp rằng do hai nghiệp là sát hại và hủy mạ mà phải chịu báo nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho nếu cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát quang mục hỏi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra sao con kẻ nữ tỳ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn suốt cả trăm ngàn năm cũng khó mà kể cho hết được Quang mục nghe xong, rơi lệ gào khóc, bạch giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, và khi tròn 13 tuổi thì không còn trọng tội, cũng chẳng phải trải qua các cõi ác nữa. Cúi xin thập phương chư Phật từ bi thương xót, lắng nghe con nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng, nếu thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi ba cõi ác và hàng hạ tiện cho tới hết kiếp không phải thọ thân người nữa nữa con xin đứng trước tượng của đức thanh tịnh liên hoa mục như lai mà phát lời nguyện rằng kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba cõi ác con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác địa ngục quỷ đói xúc sinh những kẻ mắc tội báo như thế thành phật cả rồi thì sau đó con mới thành chính giác phát thệ nguyện xong liền nghe rõ tiếng của đức thanh tịnh liên hoa mục như lai dạy rằng này quang mục ngươi quả có lòng đại từ mẫn đã vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế Ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc tròn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thụ sinh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, sau khi hết báo thân ấy sẽ được sinh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ người trời nhiều như cát sông hằng đức phật bảo định tự tại vương bồ tát rằng vị la hán phúc lành độ quang mục thuở đó chính là vô tận ý bồ tát thân mẫu của quang mục là giải thoát bồ tát còn quang mục là địa tạng bồ tát đây vậy trong nhiều kiếp xa xưa ở quá khứ bồ tát đã có lòng từ mẫn lập thể nguyện nhiều như cát sông hằng quảng độ chúng sinh như thế trong kiếp tương lai nếu có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác cho đến kẻ chẳng tin nhân quả kẻ tà dâm vọng ngữ kẻ hai lưỡi thiệt ác khẩu kẻ hủy báng đại thừa những chúng sinh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào cõi ác nếu có thể trí tâm quy kính và chiêm lễ tán thán dùng hương hoa y phục các thứ chân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thụ sự vui vẻ thù thắng vi diệu nếu phúc trời hết phải sinh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả này định tự tại vương địa tạng bồ tát có đại oai thần lực không thể ngờ tới lợi ích rộng lớn cho chúng sinh như thế các ông những bậc bồ tát phải ghi nhớ kinh này để tuyên truyền ban bố rộng ra định tự tại vương bạch phật rằng bạch đức thế tôn xin ngài chớ lo nghĩ ngàn muôn ước bồ tát ma ha tát chúng con đều có thể nương oai thần của phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi diêm phù đề để lợi ích cho chúng sinh định tự tại vương bồ tát bạch với đức thế tôn xong bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra Bấy giờ, bốn vị thiên vương cai quản bốn phương cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, địa tạng Bồ Tát từ kiếp xa xưa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết, lại còn phát quảng đại thể nguyện nữa, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, thiện tai thiện tai, ta nay sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và kiếp tương lai, mà nói việc địa tạng Bồ Tát ở thế giới xa bà, trong đường sinh tử nơi cõi diêm phù đề, tử mẫn cứu vớt, phương tiện độ thoát tất cả chúng sinh tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch rằng, vâng, bạch đức thế tôn, chúng con xin được nghe, đức phật bảo bốn vị thiên vương rằng địa tạng bồ tát từ bao kiếp xa xưa cho đến nay độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện bồ tát từ bi thương xót những chúng sinh tội khổ ở đời này lại quán thấy vô lượng kiếp về sau nghiệp nhân cứ dây dưa chẳng dứt vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện bồ tát ở thế giới xa bà trong cõi diêm phù đề dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa này bốn ông thiên vương địa tạng bồ tát nếu gặp kẻ sát sinh thì dạy rõ quả báo vì tai ương bi lụy đời trước mà phải chết yểu nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim sẻ bồ câu uyên ương nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc đấu đá nhau nếu gặp kẻ hay hủy báng thì dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lở nếu gặp kẻ nóng giận thì dạy rõ quả báo xấu xí bệnh hoạn tàn tật nếu gặp kẻ bùn xỉn thì dạy rõ quả báo sở cầu không toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì dạy rõ quả báo đói khát cổ họng đau đớn, nếu gặp kẻ săn bắn muông thú thì dạy rõ quả báo kinh cuồng mất mạng, nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy rõ quả báo trời đất đánh chết, nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cối thì dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết, nếu gặp kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác, thì dạy rõ quả báo sinh trở lại hiện đời bị roi vọt. nếu gặp kẻ đặt lưới răng bẫy để bắt các sinh vật còn non yếu, thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thì dạy rõ quả báo đuôi điếc cơm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì dạy rõ quả báo ở mãi trong cõi ác, nếu gặp kẻ phá hoại của thường trụ thì dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục, nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh và vu cáo phỉ báng tăng già thì dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh nếu gặp kẻ làm bỏng đốt chém chặt hoặc tổn thương sinh linh thì dạy rõ quả báo phải luân hồi đền trả lẫn nhau nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đói khát nếu gặp kẻ phá hủy vật dụng một cách phi lý thì dạy rõ quả báo mọi sở cầu đều thiếu hụt nếu gặp kẻ kiêu mạn cao ngạo thì dạy rõ quả báo làm nô dịch hèn hạ nếu gặp kẻ nói hai lời gây xích mích thì dạy rõ quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo thụ sinh ở vùng biên cương Trăm ngàn sự báo ứng kết quả bởi tập khí xấu ác từ thân khẩu ý nghiệp của chúng sinh trong cõi diêm phù đề như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi nghiệp cảm của chúng sinh trong chốn diêm phù đề khác biệt như thế, nên địa tạng Bồ Tát phải dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Các chúng sinh ấy trước tiên phải thụ lãnh các quả báo như vậy, sau đó lại bị đầy đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không có kỳ hạn thoát ra. Vì thế cho nên, các ông phải hộ nhân hộ quốc, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sinh bốn vị thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chắp tay lễ phật mà lui ra phẩm thứ năm danh hiệu của địa ngục Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng địa tạng Bồ Tát rằng, Thưa nhân giả, xin Ngài hãy vì trời rồng tứ chúng và tất cả chúng sinh ở hiện tại và tương lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thụ báo của các chúng sinh tội khổ trên thế giới xa bà và cõi diêm phù đề cùng những sự ác báo để cho chúng sinh trong thời mạt Pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó địa tạng đáp rằng thưa nhân giả nay tôi nương uy thần của đức phật cùng oai lực của đại sĩ mà nói qua danh hiệu của các địa ngục cùng những việc về tội báo và ác báo thưa nhân giả phương đông của cõi diêm phù đề này có dãy núi tên là thiết vi dãy núi đó tối thẫm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô gián lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là bốn sừng lại có địa ngục tên là giao bay lại có địa ngục tên là tên lửa lại có địa ngục tên là núi ép lại có địa ngục tên là giáo đâm lại có địa ngục tên là xe sắt lại có địa ngục tên là giường sắt lại có địa ngục tên là châu sắt lại có địa ngục tên là áo sắt lại có địa ngục tên là ngàn mũi nhọn, lại có địa ngục tên là lừa sắt, lại có địa ngục tên là nước đồng sôi, lại có địa ngục tên là ôm cột đồng, lại có địa ngục tên là lửa chảy, lại có địa ngục tên là cày lưỡi, lại có địa ngục tên là chém đầu, lại có địa ngục tên là đốt chân, lại có địa ngục tên là móc mắt, lại có địa ngục tên là viên sắt, lại có địa ngục tên là cãi cọ lại có địa ngục tên là rìu sắt lại có địa ngục tên là nhiều nóng giận địa tạng nói rằng thưa nhân giả trong dãy núi thiết vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục kêu gào địa ngục rút lưỡi địa ngục phân và nước tiểu địa ngục khóa đồng địa ngục voi lửa địa ngục chó lửa địa ngục ngựa lửa Địa ngục châu bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục chim ưng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục đâm ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục chó sói lửa các thứ ngục như thế trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn cho đến trăm ngàn trong số đó danh hiệu đều chẳng giống nhau địa tạng bồ tát nói với phổ hiền bồ tát rằng thưa nhân giả đây đều là do chúng sinh trong cõi nam diêm phù để làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu như biển cả, có thể chướng ngăn thánh đạo. Vì thế, chúng sinh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu mày muốn đều phải thọ chịu. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngả đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau nay tôi nương uy lực của đức phật mà nói qua những sự tội báo nơi địa ngục mong nhân giả tạm nghe lời đó ngài phổ hiền đáp rằng từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba cõi ác tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sinh ác hạnh trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với phật Ngài Địa Tạng nói rằng, thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như sau hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho châu cày lên, hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc nước sôi sùng sục nấu thân người chịu tội, hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục các bó lửa đuổi theo người tội, hoặc có địa ngục toàn là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn phân nước tiểu, hoặc có địa ngục toàn là loại chùy gai bay, hoặc có địa ngục có nhiều giáo lửa hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân hoặc có địa ngục rắn sắt cuốn cắn hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt nhân giả những quả báo như thế trong mỗi ngục có trăm ngàn thứ khí cụ nghiệp đạo đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục thì trong mỗi ngục còn có cả trăm ngàn thứ khổ sở huống chi là nhiều ngục nay tôi nương sức uy thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rộng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết được. Phẩm thứ sáu, Như Lai Tán Thán Lúc đó, toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp trăm ngàn muôn ước thế giới, nhiều như cát sông hằng của chư Phật, lại phát ra âm thanh lớn, nói với khắp các thế giới của chư Phật rằng, tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời rồng quỷ thần, nhân phi nhân, hãy lắng nghe hôm nay ta xưng dương tán thán địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới, hiện lực từ bi oai thần to lớn kỳ diệu để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ sau khi ta diệt độ thì hàng bồ tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này khiến tất cả chúng sinh đều chứng được cảnh vui niết bàn Nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, nay con nghe Đức Thế Tôn tán thán địa tạng Bồ Tát có Đức oai thần rộng lớn, không thể nghĩ bàn như thế. Con trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sinh trong thời mạt Pháp ở đời sau, mà tuyên thuyết các sự nhân quả của địa tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho thiên long bát bộ và chúng sinh trong đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát cùng tứ chúng rằng, lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói qua về những sự phúc đức của địa tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người. Ngài Phổ Quảng bạch rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vui mừng xin được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát phổ quảng, trong kiếp tương lai, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này phổ quảng, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá keo sơn vàng bạc, đồng sắt, tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sinh lên cõi trời ba mươi ba một trăm lần, vĩnh viễn không bị đầy đọa vào cõi ác. Giả sử phúc trời đã hết, phải sinh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn. Giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của địa tạng Bồ Tát, cùng những tượng bằng đất đá keo sơn đồng sắt, ngày ngày như thế, không hề suy chuyển, lại thường đem hoa hương, đồ ăn thức uống, y phục, gấm lụa, trướng phướn, tiền bạc, vật báu cúng dường, thì người thiện nữ đó sẽ sau khi hết một báo thân nữ hiện tại, thời đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sinh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thụ lại nữ thân. Trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thụ nữ thân để độ thoát chúng sinh, còn thì nương nơi sức cúng dường ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thụ nữ thân nữa lại nữa này phổ quảng nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến trước tượng của địa tạng bồ tát trí tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thụ sinh thân hình tướng mạo viên mãn người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái thì trong trăm ngàn muôn ức đời thường làm vương nữ cho đến vương phi hoặc con gái dòng dõi tể phụ đại quan đại trưởng giả chính thụ sinh các tướng viên mãn do trí tâm chiêm lễ hình tượng của địa tạng bồ tát mà được phúc như thế lại nữa này phổ quảng nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào có thể đứng trước tượng bồ tát mà chủ các thứ kỹ nhạc cùng ca vịnh tán thán cũng dường hương hoa cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng tương lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ không để cho những việc hung dữ đến tai huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ lại nữa này phổ quảng trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam thiện nữ cung kính cúng dường tán thán chiêm lễ hình tượng của bồ tát địa tạng mà vọng sinh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích hoặc nhăn răng ra cười hoặc chê sau lưng hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hoặc một người chê hoặc nhiều người chê cho đến sinh lòng chê bai trong một niệm những kẻ như thế sau khi một ngàn đức phật trong hiền kiếp diệt độ cả vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục a tỳ chịu tội cực nặng qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ rồi mãi đến một ngàn kiếp sau mới thọ thân xúc sinh lại phải trải qua một ngàn kiếp nữa mới được thân người dầu thọ thân người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện các căn không đầy đủ thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm chẳng bao lâu lại phải đọa vào cõi ác cho nên phổ quảng khinh chê sự cúng giường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế huống là tự sinh ác kiến hủy diệt lại nữa này phổ quảng nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường cầu sống hay cầu chết đều không được hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc đi trên đường hiểm hoặc nhiều lần bị bóng đè hoặc cùng quỷ thần dạo chơi trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn lao xái, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở thảm thiết không vui, đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là nhẹ hay nặng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ nên đứng trước tượng của chư phật chư bồ tát lớn tiếng đọc tụng kinh này một lần hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn đứng trước người bệnh mà lớn tiếng sướng rằng chúng con tên họ là xin vì người bệnh này mà đứng trước kinh tượng thí giả những vật này để hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của phật bồ tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu tháp cúng hoặc cúng vào thường trụ sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết giả sử các thức của người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, thì hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thụ sinh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của bồ tát cho đến bảo người khác đắp vẽ thì quả báo mà người đó thọ nhận tất được lợi ích lớn vì thế phổ quảng nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này hoặc tỏ lòng cung kính thì ông phải dùng trăm ngàn phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng chứ đừng thối thất thì sẽ được trăm ngàn vạn ức công đức kỳ diệu ở hiện tại và tương lai lại nữa, này phổ quảng, nếu những chúng sinh ở kiếp tương lai hoặc trong mộng trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ than thở, hoặc hãi hùng sợ sệt, đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang bị đầy đọa trong cõi ác, chưa được ra khỏi, lại không trông mong được vào phúc lực nơi nào để cứu vớt nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi cõi ác này phổ quảng ông nên dùng thần lực khiến hàng quyến thuộc đó đứng trước tượng của chư phật bồ tát trí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba lần hoặc bảy lần như vậy kẻ quyến thuộc đang ở trong cõi ác khi tiếng tụng kinh đủ mấy lần xong sẽ được giải thoát cho đến trong mộng trong mị không thấy hiện về nữa lại nữa này phổ quảng nếu đời sau có những hạng người hạ tiện hoặc tớ trai hoặc tớ gái cho đến những kẻ không được quyền tự do rõ biết là do túc nghiệp cần phải sám hối bèn trí tâm chiêm lễ hình tượng của bồ tát địa tạng rồi trong một ngày cho tới bảy ngày niệm danh hiệu của bồ tát đủ một vạn lần những người như thế sau khi mãn báo thân này trong ngàn vạn đời về sau thường sinh vào nhà tôn quý không phải trải qua nỗi khổ nơi ba đường ác nữa lại nữa này phổ quảng như trong kiếp tương lai nơi cõi diêm phù đề trong hàng sát lợi bà la môn trưởng giả cư sĩ tất cả các hạng người và những chủng tộc dòng họ khác có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển kỳ diệu này lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của bồ tát đủ một vạn lượt thì đứa trẻ mới sinh đó hoặc trai hoặc gái nếu đời trước có ương báo thì đều được giải trừ lại thêm an ổn vui vẻ dễ nuôi thọ mạng tăng trưởng còn nếu là đứa nương nơi phúc lực mà thụ sinh thì đời nó càng được an vui hơn cũng sống lâu hơn lại nữa này phổ quảng, trong mỗi tháng ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội thẩm định nặng nhẹ, tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chỉ là không nghiệp, không chỉ là không tội, huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp tà dâm vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng nếu sau này trong kiếp tương lai có chúng sinh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc tụng kinh này một lượt thì chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn còn ở chính nhà của người đó hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và tương lai trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn ra lìa cõi ác nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một lượt thì ngay đời hiện tại những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Vì thế phổ quảng nên biết rằng địa tạng Bồ Tát có trăm ngàn vạn ức không thể nói hết sự đại uy thần lực lợi ích như thế. Chúng sinh trong cõi diêm phủ có nhân duyên lớn với vị đại sĩ này. Nếu những chúng sinh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong kinh này, thì hiện tại được sự an vui thù thắng vi diệu, và trăm ngàn vạn đời tương lai thường được đoan chính, sinh vào nhà tôn quý lúc đó phổ quảng bồ tát nghe đức phật như lai xưng dương tán thán địa tạng bồ tát xong liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực kỳ diệu cùng đại thể nguyện lực như vậy xong vì muốn cho chúng sinh đời sau rõ biết lợi ích nên con mới thỉnh vấn đức như lai Vâng, con xin cung kính lĩnh thụ, Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu hành rộng ra như thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng rằng, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bản Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bản Hạnh, cũng gọi là Kinh Địa Tạng Bản Thệ Lực do vị Bồ Tát này từ thuở kiếp xa xưa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu hành rộng ra. Ngài Phổ Quảng nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Phẩm thứ bảy, lợi ích cho cả kẻ còn người mất. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi diêm phù, cử tâm động niệm không gì là không phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thoái thất tâm tốt ban đầu. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu nếu được gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh vác dùm bớt hoặc gánh hết cho vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh lại dìu đỡ khuyến khích làm cho mạnh chân lên nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy không đi vào đó nữa bạch đức thế tôn những chúng sinh tập khí xấu ác bắt đầu từ mảy mún rồi dần đến nhiều vô lượng đến khi những chúng sinh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phúc đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ hoặc treo phướn lọng và thắp đèn dầu hoặc chuyển đọc tôn kinh hoặc cúng dường tượng phật cùng tượng của chư thánh cho đến niệm danh hiệu của phật bồ tát cùng bích chi phật làm cho mỗi danh hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung hoặc nơi bản thức nghe biết các chúng sinh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm tất phải đọa vào cõi ác song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này các tội đó thảy đều tiêu sạch như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phúc lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn ra lìa cõi ác, được sinh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích vì lẽ đó nên nay con đứng trước đức phật thế tôn cùng thiên long bát bộ nhân và phi nhân mà khuyên bảo các chúng sinh trong cõi diêm phù đề vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên cũng đừng bái tế quỷ thần cầu xin ma mãnh vì sao thế vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho thâm trọng hơn thôi giả sử người chết đó trong kiếp tương lai hoặc kiếp hiện tại được phần thánh quả sẽ sinh vào cõi trời cõi người nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy phải đối biện chậm sinh vào chốn tốt lành Uống chi là người sắp chết, lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bản nghiệp mà tự đầy đọa vào cõi ác. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy. Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã ba ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn trăm cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn, nặng nề thêm bạch đức thế tôn con xem xét chúng sinh cõi diêm phù đề ở trong giáo pháp của chư phật nếu có thể làm thiện chừng bằng một sợi lông một giọt nước một hạt cát một mảy bụi thì tất cả đều tự mình được lợi ích nói lời như thế xong trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là đại biện ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sinh hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương chắp tay cung kính hỏi địa tạng bồ tát rằng thưa đại sĩ trong cõi nam diêm phù đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ đều vì người chết đó mà tu công đức cho đến thiết trai tạo những thiện nhân thì người chết đó đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Địa tạng Bồ Tát đáp rằng, Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại cùng tương lai, nương uy lực của Đức Phật mà nói qua về việc đó những chúng sinh ở hiện tại hay tương lai lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một vị bồ tát danh hiệu của một vị bích chi phật thì bất luận là có tội hay không tội thảy đều được giải thoát cả như có người nam hoặc người nữ nào lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phúc lợi lớn nhỏ thì tất cả thánh sự trong bảy phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó. Vì thế cho nên, các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và tương lai nghe lời nói vừa rồi nên cố gắng tự tu hành thì được hưởng chọn phần công đức. Đại quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phúc, trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thụ sinh trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đẩy đọa vào các cõi ác. Người chết đó khi chưa thụ sinh, ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phúc lực để cứu vớt cho, quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà chịu báo nếu là tội nhân thì phải trải qua trong trăm ngàn năm không có ngày được giải thoát còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chai cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong, cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì không được ăn trước nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó chọn không được trợ lực nào cả nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho phật cùng tăng thì trong bảy phần công đức người chết hưởng được một phần này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sinh trong cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, trí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Nói lời này xong, tại cung trời đao lợi có ngàn muôn ức na do tha quỷ thần của cõi diêm phù đề, đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra phẩm thứ tám các vua diêm la và quyến thuộc khen ngợi lúc đó trong dãy núi thiết vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử diêm la cùng lên cung trời đao lợi đến chỗ của đức phật đó là quỷ vương ác độc quỷ vương đa ác quỷ vương đại tranh quỷ vương bạch hổ, quỷ vương huyết hổ, quỷ vương xích hổ, quỷ vương tán ương, quỷ vương phi thân, quỷ vương điển quang, quỷ vương lang nha, quỷ vương thiên nhãn, quỷ vương đạm thú, quỷ vương phụ thạch, quỷ vương chủ hao, quỷ vương chủ họa, quỷ vương chủ thực, quỷ vương chủ tài, quỷ vương chủ sức, quỷ vương chủ cầm, quỷ vương chủ thú, quỷ vương chủ mị, quỷ vương chủ sản, quỷ vương chủ mạng, Quỷ vương chủ tật, quỷ vương chủ hiểm, quỷ vương tam mục, quỷ vương tứ mục, quỷ vương ngũ mục, kỳ lợi thất vương, đại kỳ lợi thất vương, kỳ lợi xoa vương, đại kỳ lợi xoa vương, ana cha vương, đại ana cha vương những vị đại quỷ vương như thế mỗi vị cùng với trăm ngàn tiểu quỷ vương toàn cư ngụ ở cõi diêm phù đề ai nấy đều có chức trách đều có phần chủ trị riêng các vị quỷ vương đó cùng với thiên tử diêm la nương uy thần của đức phật và oai lực của đại địa tạng bồ tát cùng lên đến cung trời đao lợi và đứng qua một phía bấy giờ thiên tử diêm la quỳ gối chắp tay bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn nay chúng con cùng các vị quỷ vương nhờ nương uy thần của đức phật và uy lực của đại địa tạng bồ tát mới được đến đại hội nơi cung trời đao lợi này mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy nay con có chút việc nghi ngờ dám bạch hỏi đức thế tôn cúi xin đức thế tôn từ bi tuyên thuyết đức phật bảo thiên tử diêm la cho phép ông hỏi ta sẽ nói rõ cho ông bấy giờ thiên tử diêm la chiêm lễ đức thế tôn và ngoái nhìn địa tạng bồ tát rồi bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem xét địa tạng bồ tát ở trong sáu đường dùng trăm ngàn phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ chẳng từ mệt nhọc vị đại bồ tát này có những sự thần thông kỳ diệu như thế nhưng các chúng sinh vừa được thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu lại phải đọa vào cõi ác nữa bạch đức thế tôn địa tạng bồ tát đã có thần lực kỳ diệu như thế cớ sao hàng chúng sinh chẳng chịu nương về cõi thiện để được giải thoát mãi mãi cúi xin đức thế tôn dạy rõ việc đó cho chúng con đức phật bảo thiên tử diêm la chúng sinh trong cõi nam diêm phù đề tính tình cương cường khó điều khó phục đại bồ tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sinh đó làm cho họ sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Nhưng vì chúng sinh trong cõi diêm phù đề kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa, cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng dây lát là sẽ gặp các thứ độc có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật khéo ngăn trừ thứ độc đó cho đến quỷ dạ xoa cùng các loài ác độc chợt gặp người mê muội kia đang muốn đi vào đường hiểm bèn vội bảo rằng ô hay ông kia vì cớ gì mà vào con đường này ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các thứ độc chăng người lạc đường chợt nghe lời ấy mới biết là đường nguy hiểm liền lùi lại muốn ra khỏi con đường đó vị thiện tri thức kia nắm tay dìu dắt dẫn ra khỏi đường hiểm tránh khỏi các sự ác độc và đến con đường tốt lành làm cho được an lạc rồi bảo rằng này người lạc đường từ nay về sau chớ đi vào con đường đó nữa ai mà vào con đường đó ắt khó ra được lại còn bị tổn hại tính mạng người lạc đường đó cũng sinh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau vị tri thức lại căn dặn thêm nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường hoặc trai hoặc gái thì hãy bảo với họ rằng con đường đó có nhiều sự ác độc vào đó có thể mất cả tính mạng ông chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết vì thế nên địa tạng bồ tát đầy đủ đức đại từ bi cứu vớt những chúng sinh mắc tội khổ khiến cho họ được sinh trong cõi trời cõi người hưởng sự vui sướng vi diệu những kẻ có tội đó biết rõ sự khổ trong nghiệp đạo rồi khi đã được ra khỏi vĩnh viễn chẳng còn trở vào nữa như người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm gặp vị thiện tri thức dẫn cho ra không bao giờ còn lạc vào nữa gặp gỡ người khác lại khuyên chớ vào đường ấy còn tự nói rằng tôi bị mê lầm nay được thoát ra rồi không còn trở vào đó nữa nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng. Như có những chúng sinh bị đọa vào cõi ác, địa tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sinh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Nếu kết nghiệp nặng nề, thì họ phải ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Bây giờ quỷ vương ác độc chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ vương chúng con số đông vô lượng, ở cõi diêm phù đề, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người. Mỗi người không giống nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới, làm ác nhiều, làm thiện ít đi qua sân nhà người ta hoặc thành phố xóm làng trang trại vườn cây buồng nhà trong đó như có người nam kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mảy lông sợi tóc cho đến treo một chướng phướn một bảo cái và dâng chút hương chút hoa cúng dường tượng phật cùng tượng bồ tát hoặc chuyển đọc tôn kinh đốt hương cúng dường cho một bài kệ một câu kinh thì hàng quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuộc quá khứ hiện tại cùng tương lai. Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có uy lực lớn và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở, chẳng để cho các việc giữ các tai nạn bất kỳ hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó huống là để cho vào cửa, Đức Phật khen ngợi Quỷ Vương rằng: "Thiện tai, thiện tai, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế, ta cũng bảo Phạm Vương đế thích hộ vệ các ông." Đức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng, bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nghiệp duyên căn bản của con là chủ về nhân mạng ở cõi Diêm Phù Đề. Khi sinh khi tử đều do con làm chủ, bản nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng vì chúng sinh không hiểu ý con, nên đến nỗi khi sinh khi tử đều không được an ổn. Tại sao thế? Người cõi diêm phù đề lúc mới sinh xong, không kể là con trai hay con gái, hoặc khi sắp sinh, chỉ nên làm việc thiện để thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thì tự nhiên thần thổ địa sẽ vô cùng hoan hỷ, ủng hộ cho cả mẹ lẫn con đều được sự an lạc lớn, hàng quyến thuộc cũng được lợi ích hoặc khi đã sinh rồi thì nên cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca hát đánh đàn thổi sáo vì có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc vì sao thế bởi vì lúc sinh nở khó khăn đó có vô số ác quỷ cùng võng lượng tinh mị muốn tới ăn huyết tanh chính con sớm đã sai các thần linh của nhà cửa đất đai phải bảo hộ người mẹ và đứa con làm cho họ được an vui mà hưởng nhiều sự lợi ích những người này thấy sự an ổn vui vẻ thì nên tạo phúc để báo đáp các thần thổ địa thế mà trái lại họ còn giết hại tụ tập quyến thuộc vì lẽ này hễ phạm tội tất phải tự gánh chịu người mẹ và đứa con đều bị tổn hại lại ở cõi diêm phù đề những người sắp mạng chung bất luận là thiện hay ác con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác Huống chi là kẻ tự tu thiện căn, làm tăng uy lực của con. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề, đến lúc Lâm Chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong cõi ác, hoặc biến thành cha mẹ cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến cho lạc vào cõi ác, huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề, lúc năm chung thì thần thức hôn mê ám muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác và các ma quỷ, ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc lâm chung, nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián và tội sát hại còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả đức phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện ở trong sinh tử cứu hộ chúng sinh như thế như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sinh tử thì ông chớ rút lại lời nguyện đó mà nên làm cho họ thảy đều được giải thoát mãi mãi được an vui quỷ vương bạch cùng đức phật rằng xin đức thế tôn chớ lo chọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi diêm phù đề làm cho lúc sinh lúc tử đều được an vui chỉ mong các chúng sinh trong lúc sinh cùng lúc tử đều tin theo lời con thì không ai là không được giải thoát và được lợi ích lớn cả bấy giờ đức phật bảo địa tạng bồ tát rằng vị đại quỷ vương chủ về sinh mạng đây đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị đại quỷ vương ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh và lúc tử bậc đại sĩ này vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ chứ thật ra không phải quỷ Quá 170 kiếp sau, ông ấy sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, thế giới tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những việc của vị đại quỷ vương đó thì không thể nghĩ bàn như thế, hàng trời người được độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh đời sau mà diễn giảng về lợi ích, làm cho họ trong lúc sinh cùng lúc tử đều được những lợi ích lớn lao, cúi xin Đức Thế Tôn lắng nghe điều con nói đức phật bảo địa tạng bồ tát rằng nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh tội khổ trong sáu cõi mà diễn nói sự không thể ngờ tới bây giờ chính đã phải lúc ông nên nói ngay đi ta sắp sửa vào niết bàn rồi ông hãy sớm hoàn tất lời nguyện đó thì ta cũng không còn phải lo nghĩ gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và tương lai nữa Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng A Tăng kỳ kiếp về thùa quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên thân như lai. Nếu có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà tạm thời sinh lòng cung kính, thì liền được vượt thoát tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng, cúng dường, tán thán, người này sẽ được phúc báo vô lượng vô biên lại vô số kiếp nhiều như cát sông hằng về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là bảo tính như lai nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật này và trong khoảnh khắc bằng khảy móng tay liền phát tâm quy y người đó sẽ vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng lại về thủa quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như lai, nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thoáng qua lỗ tai, người đó sẽ được một ngàn lần sinh trong lục dục thiên, huống chi là trí tâm xưng niệm trong A Tăng kỳ kiếp không thể nói hết thuộc quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà nhất niệm quy y, người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Đức Phật xoa đình thụ ký cho. Lại về thuộc quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là câu lưu tôn Phật. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này mà trí tâm chiêm lễ hoặc lại tán thán, người ấy nơi pháp hội của một ngàn Đức Phật trong thời hiền kiếp sẽ làm vị đại phạm vương được thụ thượng ký. Lại về thuộc quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là tỳ bà thi Phật. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thì vĩnh viễn không bị đầy đọa vào cõi ác, thường được sinh vào chốn trời người, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Lại về thùa quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, bèn sinh lòng cung kính, thì người ấy không bao lâu sẽ đắc quả A-La-Hán lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là cả xa chàng như lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ siêu thoát tội sinh tử trong một trăm đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật này thì người ấy sẽ được gặp chư Phật nhiều như cát sông hằng, quảng thuyết giáo pháp cho và tất thành đạo Bồ đề. Lại về thuở quá khứ có đức Tịnh Nguyệt Phật, đức Sơn Vương Phật, đức Chí Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức Chí Thành Tựu Phật, đức Vô Thượng Phật đức diệu thanh phật đức mãn nguyệt phật đức nguyệt diện phật và các đức phật như thế không thể nói hết được bạch đức thế tôn tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng tương lai hoặc trời hoặc người hoặc nam hoặc nữ chỉ niệm được danh hiệu của một đức phật thôi thì sẽ được vô lượng công đức huống là niệm được nhiều danh hiệu những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đều được lợi ích lớn lao cuối cùng không phải đọa vào cõi ác như có người nào sắp mạng chung hàng quyến thuộc trong nhà dù chỉ một người vì người bệnh đó mà cất cao tiếng niệm một danh hiệu phật thì người sắp chết đó trừ năm tội vô gián còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan Năm tội vô gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lượt tiêu sạch, huống hồ chúng sinh tự xưng tự niệm, tất sẽ được vô lượng phúc báo, trừ diệt vô lượng nghiệp tội. Phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của bố thí Lúc đó, địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương uy thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí thì có nhẹ có nặng có người hưởng phúc trong một đời có người hưởng phúc trong mười đời có người hưởng phúc lợi lớn trong trăm đời, ngàn đời những việc này là như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ bấy giờ Đức Phật bảo địa tạng Bồ Tát rằng, nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức nặng nhẹ của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ nói cho ông rõ. Địa tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, con đang hoài nghi việc ấy nên rất muốn nghe, Đức Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng, ở cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, hàng tể phụ, đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà La Môn, gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất, cả đến những kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, Câm, điếc, ngu si, không mắt, những người không được vẹn toàn như thế, khi các đại quốc vương đó muốn bố thí và nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình, tự tay bố thí cùng khắp hoặc sai bảo người khác bố thí, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi, thì các quốc vương đó sẽ được phúc lợi bằng phúc lợi của công đức cúng dường cho chư Phật, nhiều như số cát một trăm sông hằng. Vì cớ gì bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất cùng những người khuyết tật kia cho nên được quả báo phúc lợi như thế, trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thụ dụng như y phục, đồ ăn thức uống lại nữa này địa tạng trong kiếp tương lai nếu có các quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp chùa tháp thờ phật hoặc hình tượng phật cho đến tượng bồ tát thanh văn hoặc bích chi phật bèn đích thân thu xếp sửa sang cúng dường bố thí thì các quốc vương đó trong ba kiếp sẽ được làm thân đế thích thụ hưởng sự vui sướng thù thắng vi diệu nếu có thể đem phúc lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, thì các đại quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên vương lại nữa này địa tạng, trong đời tương lai nếu có các quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp tháp miếu của chư Phật thủa trước hoặc cả kinh điển, hình tượng bị hủy hoại đổ nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại, các quốc vương đó hoặc tự mình lo liệu sửa sang hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả trăm ngàn người cùng bố thí để kết pháp duyên thì các vị quốc vương đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân chuyển luân vương còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong trăm ngàn đời thường được làm thân tiểu quốc vương nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng thì các quốc vương cho đến những người đó thảy đều thành phật đạo bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên lại nữa này địa tạng, trong kiếp tương lai, nếu có các vị quốc vương cùng hàng bà La Môn gặp những người già yếu, tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, màn chiếu, bố thí, khiến họ được an vui, thì phúc lợi đó không thể ngờ tới. Trong một trăm kiếp thường được làm thiên chủ trời tịnh cư, trong hai trăm kiếp thường được làm thiên chủ cõi lục dục thiên, và cuối cùng sẽ được thành phật vĩnh viễn không còn bị đày đọa vào cõi ác thậm chí trong trăm ngàn đời tai không hề nghe đến tiếng khổ lại nữa này địa tạng trong đời tương lai nếu có các vị quốc vương cùng hàng bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ được vô lượng phúc lành nếu lại có thể đem hồi hướng thì không kể nhiều hay ít cuối cùng đều sẽ thành phật huống gì là những quả báo thích phạm truyền luân vì thế này địa tạng ông nên khuyến hóa chúng sinh đều phải học theo như thế lại nữa này địa tạng, trong đời tương lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn, chừng bằng mảy lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phúc lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa này địa tạng, trong đời tương lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vô Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phúc báo thường ở cõi người cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phúc lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được lại nữa này địa tạng trong đời tương lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phúc báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được lại nữa này địa tạng trong đời tương lai như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ phật và kinh điển đại thừa nếu còn mới thì bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy khen ngợi chắp tay cung kính nếu đã cũ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ hoặc riêng mình phát tâm hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm như những người này trong ba mươi đời thường được làm tiểu quốc vương còn vị đàn việt thì thường làm luân vương lại dùng biện pháp thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương lại nữa này địa tạng, trong đời tương lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời. Cứ thí giả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cho nên, này địa tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Phẩm thứ 11 Địa thần hộ pháp Lúc đó kiên lao địa thần bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là những bậc đại thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn. Quảng độ chúng sinh, địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây, so với chư Bồ Tát thì thể nguyện thâm trọng, Bạch Đức Thế Tôn, địa tạng Bồ Tát đây có đại nhân duyên với cõi diêm phù đề, như các ngài văn thù, phổ hiền, quán âm, di lạc, cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình để độ lục đạo. Nhưng nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, còn địa tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện, giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu cõi, trải đến kiếp số như số cát của trăm ngàn ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh đời hiện tại và tương lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất mình chú ngụ, mà dùng đất đá, che gỗ, dựng cất cái khám hoặc căn phòng, ở trong đó có thể tô vẽ, cho đến dùng vàng bạc đồng sắt, làm hình tượng địa tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích những gì là mười một là đất đai màu mỡ hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi ba là người đã mất được vãng sinh lên cõi trời bốn là người hiện còn sống được tăng tuổi thọ năm là mọi mong cầu đều được như ý nguyện sáu là không có tai họa về nước và lửa bảy là trừ sạch việc hư hao tám là dứt hẳn mọi ác mộng chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ mười là thường gặp thánh nhân bạch đức thế tôn chúng sinh trong đời tương lai cùng hiện tại nếu có thể ở nơi mình trú ngụ mà làm ra sự cúng dường như thế thì sẽ được sự lợi ích như vậy bạch đức thế tôn trong đời tương lai nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi mình cư ngụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của bồ tát người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của bồ tát thì con thường ngày đêm dùng thần lực của mình hộ vệ người đó cho đến tất cả ác sự các nạn nước lửa trộm cướp và các tai họa bất chắc lớn nhỏ thảy đều tiêu sạch đức phật bảo kiên lao địa thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng vì cớ sao vì đất đai trong cõi diêm phù đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây cát đá lúa đay tre lau gạo thóc của báu từ đất mà có đều nhờ nơi sức của ông cả ông lại luôn khen ngợi những sự lợi ích của địa tạng bồ tát thì công đức và thần thông của ông sẽ trăm ngàn phần trội hơn của các địa thần bình thường trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng dường bồ tát cùng đọc tụng kinh điển này dù chỉ y theo một việc trong kinh địa tạng bản nguyện mà tu hành thì ông nên dùng thần lực của mình mà ủng hộ chớ để mọi tai hại cùng sự không vừa ý lọt vào tai người đó huống nữa là để cho phải chịu đựng chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó mà cũng có hàng quyến thuộc của phạm vương đế thích và quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó nữa tại sao người đó lại được chư hiền thánh ủng hộ như thế ấy đều do chiêm lễ hình tượng của địa tạng bồ tát cùng đọc tụng kinh bản nguyện này nên tự nhiên cuối cùng được xa lìa biển khổ chứng được niết bàn yên vui vì thế mà được sự ủng hộ lớn lao phẩm thứ 12, thấy nghe đều được lợi ích. Lúc đó, từ trên đỉnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn, như là tia sáng tướng màu trắng, tia sáng tướng màu trắng lớn, tia sáng tướng tốt lành, tia sáng tướng tốt lành lớn, tia sáng tướng ngọc, tia sáng tướng ngọc lớn, tia sáng tướng màu tía, tia sáng tướng màu tía lớn tia sáng tướng màu xanh tia sáng tướng màu xanh lớn tia sáng tướng màu xanh biếc tia sáng tướng màu xanh biếc lớn tia sáng tướng màu đỏ tia sáng tướng màu đỏ lớn tia sáng tướng màu lục tia sáng tướng màu lục lớn tia sáng tướng màu vàng y tia sáng tướng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng cung điện, tia sáng cung điện lớn, tia sáng mây biển, tia sáng mây biển lớn từ trên đỉnh môn phóng ra những tướng tia sáng như thế xong lại nói ra tiếng vi diệu mà bảo đại chúng thiên long bát bộ nhân cùng phi nhân rằng hãy lắng nghe hôm nay ta tại cung trời đao lợi tuyên bày ngợi khen bồ tát địa tạng về những lợi ích trong hàng trời người những sự không thể ngờ tới những sự siêu vượt nhân thánh những sự chứng quả thập địa những sự rốt ráo không thối chuyển nơi a nậu đa la tam miều ta tam bồ đề Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát, hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây đầy đủ đức đại từ bi, thương xót chúng sinh mắc tội khổ, Bồ Tát ở trong ngàn vạn ức thế giới hóa hiện ra ngàn vạn ức thân, tất cả công đức cùng sức uy thần không thể ngờ tới." con được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương, khác miệng cùng lời ngợi khen địa tạng Bồ Tát rằng, dầu cho chư Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và tương lai đều tuyên giảng về công đức đó, vẫn chẳng thể nói hết được. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng rằng, muốn tuyên nói các sự lợi ích của địa tạng Bồ Tát, cúi mong đức thế tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và tương lai tuyên giảng những sự kỳ diệu của địa tạng bồ tát khiến cho thiên long bát bộ chiêm lễ được phúc đức phật bảo quán thế âm bồ tát ông có đại nhân duyên với thế giới xa bà nếu hàng trời hoặc rồng hoặc kẻ nam người nữ hoặc thần hoặc quỷ cho đến các chúng sinh tội khổ trong sáu cõi nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông mến tưởng đến ông khen ngợi ông thì những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng quyết chẳng còn thoái chuyển thường được sinh vào cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu khi nhân quả sắp thành thục liền được gặp Phật thụ ký cho. Nay ông sẵn lòng đại tử bi, thương xót các chúng sinh cùng thiên long bát bộ mà muốn nghe ta tuyên giảng những sự lợi ích kỳ diệu của địa tạng Bồ Tát. Ông hãy lắng nghe, nay ta sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm bạch rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin nghe. Đức Phật bảo quán thế âm Bồ Tát rằng trong các thế giới thủa hiện tại và tương lai có vị thiên nhân nào phúc trời thọ hưởng đã hết có tướng ngũ suy hiện ra hoặc có vị bị đầy đọa nơi cõi ác các vị thiên nhân đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hiện ra hoặc thấy được hình tượng của địa tạng Bồ Tát hoặc nghe được danh hiệu của địa tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thì các vị thiên nhân đó được phúc trời thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba cõi ác nữa. Huống chi là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thức hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật báu, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thì công đức phúc lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Lại nữa, này quán thế âm, trong các thế giới về thuở hiện tại và tương lai nếu những chúng sinh trong sáu cõi lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của địa tạng bồ tát thoáng qua lỗ tai thì các chúng sinh đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi ba cõi ác nữa huống chi là lúc sắp mạng chung cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem nhà cửa tài vật của báu y phục của người sắp chết đó mà đáp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà cửa, vật báu vì mình mà đáp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, người đó nếu do nghiệp báo phải chịu bệnh nặng thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi thọ thêm lâu dài. Còn nếu người đó nghiệp báo sinh mạng đã hết, đáng phải chịu tất cả tội chướng nghiệp chướng và đầy đọa vào đường ác, song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung, liền được sinh vào cõi trời cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ nữa này quán thế âm Bồ Tát vào đời tương lai, nếu có kẻ nam người nữa nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sinh về thế giới nào, hoặc sinh trong cõi trời nào người đó nếu có thể đắp vẽ hình tượng của địa tạng Bồ Tát, thậm chí nghe danh hiệu, một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ, trong từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thoái thất tâm nguyện ban đầu, mà nghe danh hiệu, ngắm nhìn hình tượng, chiêm lễ cúng dường, thì quyến thuộc của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác, lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp, nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng địa tạng Bồ Tát, và chiêm lễ của con cái, anh em chị em nên liền được giải thoát, sinh trong cõi trời cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người đó có phúc lực, đã được sinh vào cõi trời cõi người và hưởng sự vui thù thắng vi diệu rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng, hưởng vô lượng sự vui nếu người đó lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng địa tạng Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài đủ một vạn lượt, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sinh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát một ngàn lần, luôn đến một ngàn ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa, sở tại, hộ vệ trọn đời, hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoạnh sự còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân, người đó cuối cùng sẽ được Bồ Tát xoa đỉnh thụ ký cho lại nữa này quán thế âm bồ tát vào đời tương lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh muốn tu đạo bồ đề vô thượng muốn ra khỏi tam giới những người đó thấy hình tượng địa tạng bồ tát cùng nghe danh hiệu rồi trí tâm quy y hoặc đem hương hoa y phục vật báu đồ ăn thức uống để cúng dường chiêm lễ thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu vĩnh viễn không bị chướng ngại lại nữa này quán thế âm bồ tát vào đời tương lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn vạn ước điều nguyện trăm ngàn vạn ước sự việc về hiện tại cùng tương lai thì nên chỉ quy y chiêm lễ cúng dường, khen ngợi hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu cả. Nếu lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát đứng đầy đủ lòng đại từ bi, mãi mãi ủng hộ cho mình thì người đó trong giấc chiêm bao liền được Bồ Tát xoa đỉnh thụ ký cho lại nữa, này quán thế âm Bồ Tát vào đời tương lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển đại thừa sinh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm kỳ diệu muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển đại thừa không có tính đọc tụng những hạng người này khi nghe danh hiệu của địa tạng Bồ Tát và thấy hình tượng của địa tạng Bồ Tát thì nên đem hết bản tâm mà cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt hướng về phía nam, khi nước sắp vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cữ năm loại gia vị cay rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong bảy ngày hoặc hai mươi ngày những người thiện nam thiện nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy địa tạng bồ tát hiện thân vô biên đến chỗ họ ở mà rưới nước quán đình cho những người này thức dậy liền được thông minh các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn thì liền nhớ mãi không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa lại nữa này quán thế âm bồ tát vào đời tương lai nếu có những người nào ăn mặc không đủ cầu gì cũng trái nguyện hoặc nhiều bệnh tật hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ. Những người như thế, khi nghe danh hiệu của địa tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của địa tạng Bồ Tát mà trí tâm cung kính niệm đủ một vạn lượt, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch dần dần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thầy đều an vui lại nữa này quán thế âm bồ tát vào đời tương lai nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc vì việc làm ăn sinh sống hoặc vì việc công chuyện tư hoặc về sự sinh sự tử hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi qua sông vượt biển cho đến gặp nước lớn hoặc đi ngang hiểm đạo người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của địa tạng bồ tát một vạn lần thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dẫu gặp cọp sói sư tử cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm thương tổn đến được. Đức Phật bảo quán thế âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề, nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy, được nghe của chư chúng sinh thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Vì thế, này quán thế âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này, làm cho chúng sinh ở thế giới xa bà, trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự an lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Ta xem địa tạng sức uy thần, hằng hà xa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự, hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần báo tận sẽ xa vào đường ác trí tâm quy y thân đại sĩ thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu anh em chị em cùng thân thuộc sinh trưởng đến nay chẳng biết nhau hoặc nặn hoặc vẽ hình đại sĩ cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời hai mốt ngày luôn niệm danh hiệu bồ tát tất hiện thân vô biên chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào dầu xa ác thú cũng mau ra nếu được sơ tâm chẳng thoái thất liền đặng xoa đỉnh thụ thánh ký bồ đề vô thượng muốn tu hành thậm chí lìa xa khổ tam giới người này đã phát đại bi tâm trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ hết thảy nguyện ước chóng thành tựu nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng có người phát tâm tụng kinh điển muốn độ quần mê vượt bỉ ngạn dầu lập thể nguyện không ngờ tới đọc rồi liền quên luôn xót mất người này nghiệp chướng khiến u mê học đại thừa kinh chẳng nhớ được cúng giường địa tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cụ, bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống, sinh lòng trân trọng kiêng ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ 21 ngày liền chớ sát sinh, trí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Trong mộng tất thấy thân vô biên, thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Chính nhờ đại sĩ bất tư nghị, thầm giúp người kia được huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng trí tâm chiêm lễ tượng địa tạng tất cả việc ác thầy tiêu trừ cho đến mộng mị đều an ổn quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc muốn vào núi rừng qua sông biển cầm thú độc giữ cùng người ác ác thần ác quỷ với ác phong hết thảy tai nạn mọi khổ não chỉ cần chiêm lễ cùng cúng giường địa tạng bồ tát đại sĩ tượng núi rừng biển cả dẫu có vào tất cả sự ác đều tiêu sạch Quán âm hãy lắng nghe ta nói, Địa tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, rộng tuyên đại sĩ sức như vậy, như người nghe đến Địa tạng danh, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ hương hoa thực phẩm và y phục, cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc, nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, cuối cùng thành Phật thoát sinh tử. Vì thế quán âm ông hãy nên bảo khắp hàng xa các cõi nước. Phẩm thứ 13 Dặn dò người trời Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đỉnh địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bảo rằng Này địa tạng địa tạng, thần lực của ông không thể tưởng tượng, đức từ bi của ông không thể tưởng tượng, trí huệ của ông không thể tưởng tượng, biện tài của ông không thể tưởng tượng. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên giảng những việc không thể tưởng tượng của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Này địa tạng, địa tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cung trời đao lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long bát bộ, một lần nữa đem các chúng sinh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi tam giới, giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sinh đó bị đầy đọa vào đường ác dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi này địa tạng chúng sinh ở cõi nam diêm phù đề này trí tính không định kẻ quen theo thói ác thì nhiều dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền suy chuyển nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để hóa độ tùy theo căn tính mà độ thoát cho họ này địa tạng nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông vào đời tương lai nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong phật pháp mà trồng chút thiện căn chừng bằng một mảy lông một hạt bụi một hạt cát một giọt nước thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó làm cho lần lượt tu đạo vô thượng chớ để suy chuyển và biến mất lại nữa này địa tạng trong đời tương lai hoặc trời hoặc người phải tùy theo nghiệp mà chịu báo ứng đọa lạc vào cõi ác lúc sắp bị đọa cõi ác hoặc vừa đến ngưỡng cửa những chúng sinh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một vị bồ tát cùng một câu kinh một bài kệ của kinh điển đại thừa thì ông hãy dùng thần lực phương tiện để cứu vớt các chúng sinh đó ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sinh thiên, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: "Hiện tại tương lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông, dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào các cõi ác." Bấy giờ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời tương lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp mà có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tiện để độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đường sinh tử, huống nữa là nghe các việc thiện, rồi niệm niệm tu hành, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, vĩnh viễn không còn suy chuyển. Lúc nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng, bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời đao lợi nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực kỳ diệu của địa tạng Bồ Tát trong đời tương lai nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng nghe kinh điển này cùng tên gọi của ngài địa tạng hoặc chiêm lễ hình tượng thì sẽ được bao nhiêu điều phúc lợi cúi mong đức thế tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và tương lai mà nói qua việc ấy cho Đức Phật bảo Bồ Tát hư không tạng, lắng nghe lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ, vào đời tương lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục châu báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích một là thiên long thường hộ niệm hai là thiện quả ngày càng tăng ba là tích tập các nhân thánh thượng bốn là tâm bồ đề không suy chuyển năm là y phục thực phẩm đầy đủ sáu là dịch bệnh không đến nơi thân bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa 8 là không bị tai ách trộm cướp, 9 là người khác thấy đều cung kính, 10 là quỷ thần đều hộ trì, 11 là thân nữ chuyển thành thân nam, 12 là làm con gái hàng vương giả đại thần. 13 là tướng mạo đoan chính, tốt đẹp, 14 là phần nhiều được sinh lên cõi trời, 15 là có thể làm bậc đế vương, 16 là biết rõ việc đời trước, 17 là có mong cầu thì đều được toại ý, 18 là quyến thuộc an vui, 19 là các hoạn sự đều dứt sạch, 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn, 21 là đi đâu cũng tới nơi cả, 22 là đêm nằm mộng được an ổn vui vẻ, 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ, 24 là nhờ phúc đời trước mà thụ sinh, 25 là chư thánh đều khen ngợi, 26 là căn tính thông minh lanh lợi, 27 là giàu lòng từ mẫn, 28 là cuối cùng thành Phật lại nữa này hư không tạng bồ tát như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và tương lai nghe danh hiệu của địa tạng lễ bái hình tượng của địa tạng hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của địa tạng mà ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được bảy điều lợi ích một là mau vượt thánh địa hai là ác nghiệp được tiêu trừ ba là chư phật đến ủng hộ bốn là bồ đề không thoái thất năm là bản lực được tăng trưởng sáu là việc đời trước đều rõ biết bảy là cuối cùng thành phật Bây giờ không thể nói hết tất cả chư Phật, Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ ở Mười Phương, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bày sức đại oai thần kỳ diệu của địa tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó, tại cung trời đao lợi, mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và địa tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra